Nếu mà chúng ta uống canxi quá liều hoặc Dạ. là uống canxi không đúng cách thì nó gây ra những cái tác dụng phụ. Ví dụ như là khi uống vào mình cảm thấy nó hơi nóng ở cái vùng thượng vị á, Ừ. tức là ở dạ dày á. Dạ. Bởi vì khi mà chúng ta uống cái canxi cái liều cao thì bắt buộc là cái dịch vị axit trong dạ dày của chúng ta nó phải tiết ra nhiều hơn Ừ. để nó trung hòa cái canxi đó. Đó, cho nên nếu mà chúng ta uống nhiều quá thì nó lại làm cái dạ dày của mình nó hoạt động nhiều Dạ. hơn nữa. Vì vậy mà khi mà chúng ta uống canxi thì chúng ta uống đủ liều thôi, không Dạ. uống quá liều. Không uống quá À, liều. cái thứ hai là chúng ta nên chọn những cái loại canxi nó dễ hấp thu, ví dụ Dạ. như là canxi hữu cơ thì nó sẽ Canxi dễ hữu hấp cơ, thu nhiều dạ. hơn. Và cũng đề phòng cái trường hợp là cái canxi nó đưa có cái tình trạng là bị cặn lắng á, Ồ, thì dạ. rất là dễ đưa đến cái tình trạng sỏi thận. Cho Dạ. nên khi uống canxi thì chúng ta cần phải uống với nhiều nước. Dạ. Uống với nhiều nước để nó hòa tan cái độ canxi đó, nó giảm đi cái tình trạng là giảm cái cặn lắng và giảm cái tình trạng sỏi thận.